Chào tất cả các bạn, chúng ta lại quay trở lại cùng với nhau trong cái chuyên đề là học tiếng Trung có các cái bộ thủ trong chữ Hán. Các bạn đều biết rằng là trong tiếng Hán thì có 214 bộ thủ và lần lượt mình sẽ hướng dẫn các cái bộ thủ có liên quan thường xuyên sử dụng trong các chữ Hán để giúp các bạn có thể bắt đầu từ một chữ bạn phân tích được là gồm những bộ gì này, xong bạn có các cái câu chuyện về chữ Hán này và bạn nhớ chữ một cách mãi mãi vĩnh viễn. Cái bộ ngày hôm nay mà chúng ta quan tâm đến người ta gọi là bộ hệ. Hệ thì có nghĩa là che đậy. Ví dụ các bạn sẽ viết của mình nhá. Như này người ta gọi bộ hệ. Đó, như này người ta gọi bộ hệ. Hệ có nghĩa là gì? Che đậy. Thế bây giờ ta bắt đầu khai triển từ cái bộ hệ đấy ra các cái chữ ra làm sao? Thường thường nó hay có một cái chữ liên quan đến nó ở trong lớp đánh dấu ấy. Người ta gọi là trụy. Có nghĩa là chữ khu, khu vực ấy. Ví dụ liên quan đến chữ khu này như thế này, này thì người ta gọi ở trong ấy, người ta gọi quẻ hàng là một quẻ bói của Trung Quốc. Thế thì thường như thế này thì người ta sẽ có thể khai triển ra các cái chữ như sau: một ngọn núi, hai ngọn núi, ba ngọn núi, chân núi, bên cạnh là chữ khu mà chúng ta vừa học thì ta có tự gì san chi. San chi là vùng núi, sơn khu sơn này, khu này. Tiếp vẫn ở cái chữ khu đó, chúng ta có thể khai triển tiếp một chữ khác, ví dụ như này: ba chấn thủy, bộ mình, bộ ất, ta có chữ gì ạ? Chữ xuế. Thằng trẻ con ngồi nhà vã mồ hôi ra, tức là đang học xuế trị, tức là khu vực học tập, đúng không? Học khu. Ngoài ra thì vẫn có thể khai triển từ cái chữ khu đó, chúng ta có thể ra được cái chữ gì? Ví dụ khu, khu này, đúng không? Thế còn đằng sau của khẩu, lực, đào đứng thì thường là chữ này người ta có từ chi phía. Chi phía là gì? Sự khác biệt, khu biệt. Chi phía thì gồm bộ khẩu, bộ lực và bộ đáo, đào đứng. Tiếp theo bạn có thể là sử dụng cái chữ chi đó cho một cái trường hợp cái họ, tên họ, tức là họ của một bên một số người Trung Quốc ấy, thì cái họ này người ta cũng gọi là họ này là gọi Âu, vẫn đọc là truy đấy nhưng gọi là họ Âu, thì người ta cũng sử dụng cái chữ truy này, bộ khu này nhé. Vừa rồi chúng ta đã có một số các chữ có liên quan đến cái bộ hệ, hệ tức là che đậy, nắp đậy, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ khai triển tiếp từ cái bộ hệ đấy ra một số chữ. Đầu tiên mình muốn chỉ cho các bạn một cái chữ như thế này. Như này thì tiếng Trung người ta gọi là phỉ. Phỉ này thì người ta hay gọi cái chữ này ở bản luyện nó là chữ thất. Cái này thì thường là lượng từ của vải là một này, của con ngựa là hai này. Ví dụ y phí mà, ví dụ nhá, y phí mã, y phí mà. Hai chữ V đến nhau thì chữ V thứ nhất bạn phải đọc thành dấu sắc. Y phí mã là một con ngựa. Tương tự như vậy ta có thể đưa ra một cái y phí pu chẳng hạn, một sắp vải chẳng hạn, đúng không? Thì cái y phí đó vẫn là như vậy thôi. Và ta khai triển tiếp nhé. Y phí pu. Pu thì bạn viết như này: quẻ hào này, xong rồi dưới bộ diện bộ cân thì ta đọc là gì? Y phỉ pu. Thì ở đây chúng ta chỉ có một từ mới, đó là từ pu. Thì các bạn gồm có quẻ gì ạ? Quẻ hào là một quẻ bói của Trung Quốc. Cái dây phơi khăn vắt ngang, cái này người ta bộ cân nhé. Thì ta có là một sấp vải, y phỉ pu. Thì cái chữ phỉ này nó cũng là từ bộ hệ mà phát triển ra. Và vì bên trong nó có thêm bộ gì nhỉ? Bên trong nó có thêm bộ nhi. Nhi là đứa trẻ. Vừa rồi mình vừa hướng dẫn cho các bạn là các cái chữ có liên quan bộ hệ. Và bộ hệ thì có nghĩa là gì? Bộ hệ có nghĩa là che đậy, cái nắp, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ sang một phần kế tiếp. Chúng ta sẽ viết hẳn một câu có liên quan đến bộ hệ đó. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu. 我爸爸在医院工作. Chúng ta viết cả câu nhé. 我 này là tôi, đúng không? 爸爸 là bố, đúng không? Bà
là gì? Tại event. Công chuộc tức là gì? Làm việc. Của ba bà chị event công chuộc của này. Ba bà chạy y yuan công chuộc của ba bà chị yuan công chuộc. Bộ hệ chúng ta thì xuất hiện ở đây rồi, đúng không? Thế cái đầu tiên chữ uổng gồm mấy nét? Gồm 7 nét. Nó gọi là đầu tiên là chữ ngã, cái tôi, cái bản ngã của mình. Tắc ở trên ta có bộ gì? Bộ phụ. Phụ tức là gì? Phụ thân, phụ mẫu. Và ở bên dưới còn có chữ gì? Chữ ba là chữ chỉ phát âm của nó. Tình hình của ba đang rất căng, sẽ dùng chữ này. Đây là điển hình một chữ án hiện đại, người ta gọi là chữ hình thanh. Phía trên là chỉ về ngữ nghĩa và phía dưới là chỉ về âm thanh. Đó, người ta gọi chữ hình thanh là như vậy. À, trong tiếng Hán hiện đại thì có rất nhiều chữ hình thanh như vậy. Có thể có chữ tượng hình này, đúng không? Có chữ hình thanh này. À, chữ dạ, ngang, phẩy, sổ trong cụ gì nhỉ? Trong cụ thổ. Thổ. Thổ là gì? Là đất. Thế còn chữ y yuan, y này ngoài ta có bộ hệ rồi, đúng không? Bộ hệ này. Hệ là che đậy này. Thế ở trong bạn có bộ gì? Trong bạn có bộ thì. Thì này nó chính là bộ thiên, có thêm cái nét phẩy. Thì là mũi tên bắn lên trời nhá. Chữ nhuệ thì bạn có bộ gì đằng trước? Bộ liễu. Liễu là cây liễu đeo bên hồ. Bệnh viện thì phải có gì ạ? Có cây liễu. À, bệnh hội phải có gì ạ? Có miên là phải có cái mái, mái nhà, đúng không? Và vào trong đó chúng ta bất diện, bất nguyên. Bất nguyên tức là bất diện, bất tiền. Bệnh viện là phải có cây liễu bên cạnh này. Đấy, đó là phải có cái mái nhà này. Và đó thì mất rất nhiều nguyên, rất nhiều tiền, đúng không? Cung chùa thì chữ công, chữ chùa thì có bộ nhân đứng và bộ trác, đúng chưa nào? À, ủa ba bà chai yuan cung chùa, à, ủa ba bà là bố tôi, chai yuan cung chùa là làm việc ở bệnh viện. Có nhiều bạn hỏi là rất nó hơi ngược ngược cái tiếng Việt, đúng, nó ngược cái tiếng Việt. Các bạn nhìn kết cấu này, ủa ba bà là chủ ngữ, chai yuan cung chùa là vị ngữ, chai yuan là cụm giới từ thân ngữ đứng làm trạng ngữ trong câu. Và các bạn nhớ nhé, trạng ngữ trong tiếng Trung luôn luôn đứng trước động từ. Ví dụ Việt Nam ta nói ra bố tôi làm việc ở bệnh viện vứt cuối câu, đúng không? Đấy. Tức là trạng ngữ chỉ địa điểm đặt cuối câu được, nhưng tiếng Trung thì không. Tiếng Trung thì trạng ngữ luôn luôn phải đứng trước động từ. Vì thế nên cái cụm chai yuan bắt buộc phải đứng trước cụm chuộng, đó là như vậy. À, còn một số nữa thì ví dụ như là có bạn lại hỏi, thế trạng ngữ là gì? Cái này chúng ta cần phải biết. Trạng ngữ là thành phần đứng trước động từ trong câu và bổ sung ý nghĩa cho động từ về mặt thời gian, địa điểm, nơi chốn, cách thức, đối tượng, mức độ. Đó, trạng ngữ là gì? Trạng ngữ là thành phần đứng trước động từ trong câu, là nó phải đứng trước động từ. Nó có thể đứng đầu câu, đứng sau chủ ngữ cũng được, nhưng nó phải đứng trước động từ và nó bổ sung ý nghĩa cho động từ về mặt thời gian, địa điểm, cách thức, mức độ, đối tượng. Đó, nếu mà đạt được các cái tiêu chí đó thì nó được gọi là trạng ngữ trong câu. Và nó còn có nhiều vấn đề khác, định ngữ, bổ ngữ, tân ngữ ra làm sao, đúng không? Thì chúng ta đều phải nắm được những thứ đó để mà có đầy đủ tất cả những cái hiểu biết đó thì các bạn nên học theo bài bản. Cái triết lý mà tôi đang đưa ra đó chính là triết lý là nhớ chữ Hán một cách sâu sắc. Trong triết lý đó thì cũng cần phải quan tâm là gì, chữ Hán nó gồm những bộ gì hợp thành, câu chuyện đó về chữ Hán đó là gì, và phải viết bài khóa, làm bài tập, nộp cho tôi chấm thì các bạn mới khá lên được. Chứ nếu mà cứ viết linh tinh như xong sau nó lại quên luôn, nó sẽ các bạn sẽ không đi được đến đâu hết. Chúng ta cần phải làm việc bài bản. Kể cả trong vấn đề ngữ pháp cũng thế thôi. Thì chúng ta phải biết thế nào là định ngữ, thế nào là trạng ngữ, thế nào là tân ngữ, thế nào là bổ ngữ, đúng không? Còn không giải quyết được những vấn đề đó thì vứt cái việc học của chúng ta chả đi đến đâu hết. Chúng ta gọi cứ ngựa xem hoa thôi. Và để có được chương trình đầy đủ đó, có đủ 1500 chữ Hán, có tất cả các vấn đề giải thích về ngữ pháp và giải quyết các vấn đề bài khóa đầy đủ từ Hán 1, Hán 4 thì bạn có thể thu mua cái chương trình online của tiếngtrung.vn. Hôm nay thì chúng ta đã giải quyết xong được về cái bộ hệ và các cái chữ có liên quan đến nó. Tiếngtrung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.